Xin chào bạn, lần trước mình giới thiệu bạn là con bot Unsolved, con token KB3R. Con này thì nó đang rất là FOMO trên sàn Bylame. Giá hiện tại của nó là 7 BNB trên một token, nó tương đương khoảng tầm 220 đô đấy. Và lúc nó cao nhất là 10 BNB một token nhé. 10 BNB nó là khoảng tầm 300 đô một token. Và mình thấy cũng có rất nhiều bạn đã theo mình trong cái dự án này. 8 bạn đây rồi. Đó, và hôm nay mình giới thiệu tiếp bạn hai con nhé, con KB4G và con KB8G nhé. Vì dự án nó FOMO nên là rất nhiều con nó FOMO theo, nên là những con tờ này mình vẫn cứ làm nhé, và biết đâu sau này nó cũng được theo chân kia sao, đúng không? Đây, con này là con KB4G nhé, một con hot rất nhiều con theo sau đó. Giá ghi là 0,5 tương đương 40 đô đấy, cũng không hẳn vậy, vì cái con lần trước mình thấy nó ghi được 90 đô thôi, nhưng mà thực sự thì nếu vậy thì nó khoảng tầm 150 đô nhá, cũng không phải ít đâu. Rồi, ok, mình sẽ làm này nha, mình start này, rồi mình ra ăn được job này. Đó, tiếp tục mình sẽ cho cha này A4SK này. Đó, xem này, tiếp tục dòi cái channel này nhé. Mình đã dòi rồi, channel giống KB3G à. Rồi xin mình đăng này. Tiếp tục con này rồi underdog. Ok, mình ấn đăng tiếp nhé. Ok, mình sắp mít địa chỉ ở bí RC20 của mình thôi. Ok, ETH giờ này cũng rất lên rất là cao, token sang năm mà chắc chắn là lên cao rồi. Ok, vậy là xong nhé. Mình thử ít sao xem nó thông báo gì không. Ngày 20 tháng 12 nhé, mình thử rút tiền. À, bạn cần phải có 5 dép này, nó cũng là một vấn đề. Rồi, ok, tiếp tục con KB8G nhé. Chạy được nít như swap này, nó thông tin, nó check thêm. Rồi, KB8G này, mình bắt đầu start này. Underdog sẽ có thông tin tay mình check nhé. Underdog này sẽ được phân phối vào ngày 6 tháng 11 2021. Ok, một KB8G bằng 40 đô, con này là kiếm tốn đấy. Rồi, ok, mình sẽ nhập captcha này, bạn continue này. Ok, và captcha này mình sẽ đi 2 này. Rồi, ok nhé, tiếp tục mình join những cái telegram này. Một này, Telegram group, rồi ấn đăng nhé. Quay về ấn đăng này, lo channel này. Rồi, cho quay về ấn đăng. Rồi, Twitter này, follow Redtin và Gim Bot, rồi điền tên Twitter của bạn vào đây. Follow này, Redtin. Rồi, tiếp tục tên Twitter của mình vào đó. Mình cũng không biết cái token này nó để làm gì mà nó có giá rất là cao trên trên BNB vậy, Bylame, trên Bylame vậy, trên sàn Bylame vậy, đến 300 đô một token. Rồi, mình sẽ đăng này. Rồi, gửi địa chỉ ví của mình vào đây. Bức giá không tưởng. Rồi đây anh dép nhé. À, bạn rồi, cái này chỉ giới thiệu thôi, sẽ cập nhật là số dư của bạn 6 tiếng một lần. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn.